Rồi, em trái cây thứ hai này vẫn bàn cắt đấy này. Chiều dài bàn cắt 8.15. Đây. Chiều dài bàn cắt là 8.15. Nhanh tay lên anh ơi, cây vừa rồi đến mười mấy phút liền. Đây đâu, quay đây. Đâu? Đổ hơi bên anh mình à? Đúng rồi. Xác. Này, dấu phay đây. Cây số 7, 92 mét. Lớp đầu tiên. Lớp thứ hai. Lớp thứ ba. Lớp thứ tư. Lớp thứ năm.
Lâu thứ 6. Chậm quá. Đủ má tao hết sức rồi đó. Chậm lắm. Thôi 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 thôi. Chậm lắm thì bỏ là để đấy. Tao quay cho đi chạy một đường cơ bản cho tao xem nào. Lớp thứ 7. Nhanh cái chân lên chứ. Biển thương hoảng đang cắt. Kéo lên đôi cuốn cặp đôi nữa. Lớp thứ 8. Lớp thứ 9. Lớp thứ 10.
khó, bỏ ra tính đầu khúc luôn đi anh. Kéo kéo lên đầu luôn đi. 10 lớp. Anh xuống lấy thước trừ đi cái đuôi là biết liền. Không, đo ở dưới đuôi đo lên là biết ngay là anh bao nhiêu. Không, đo ở dưới cái đầu bàn đo lên đó rồi trừ đi, hiểu không? Đo cái còn lại ấy. Ôi rồi. 1 mét tròn. 1 mét rồi, 10 lớp. 7,15 đầu khúc. Bảy chín hai. Bảy chín hai rồi, 10 lớp. 10 lớp. 7,1 đầu khúc. Rồi. 81 cộng 7,1 cộng 7,1 bằng 88,6. Anh ghi vào đấy đi, nhanh lên trời ơi. Rồi trừ đi 92, trừ luôn 3,4 âm 3,4.